Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Khám phá Bếp Hoa. Tôi là đầu bếp Đinh Văn Toàn. Và hôm nay tôi cùng các bạn vào bếp để thực hiện một món ăn rất là nổi tiếng. Đó là món hủ tiếu mì thập cẩm. Để thực hiện món này thì chúng ta cần mua các nguyên liệu sau đây. Món này thì chúng ta sẽ có xương để hầm nước dùng. Đó là xương gà và xương heo, mỗi thứ 500g. Để tạo vị thơm cho cái món ăn này, tôi sử dụng hai nguyên liệu chính, đó là khô cá dảnh khoảng 1 con cá, rồi tôm khô là khoảng 15g thôi. Mình ngâm với nước khoảng 30 phút, sau đó mình rửa sạch ha, để cho nó loại bỏ chất bụi đi ha. Cá dảnh thì mình mua về ha, mình nướng nó lên cho thơm, sau đó mình cạo bỏ hết cái phần đen ha, nó như thế này. Để tăng thêm vị ngọt thì tôi sử dụng thêm củ cải trắng ha. Củ cải trắng bạn gọt vỏ này, cắt chiều dày khoảng 1cm ha. Rồi các loại thịt ăn kèm thì hôm nay tôi sử dụng thịt xá xíu và tôm ha. Tiếp theo là cật heo và tim heo này. Thì ngoài ra tôi mua thịt nạc xay và cái phần nữa là cái phần mỡ heo. Hủ tiếu thì có hai dạng, một là hủ tiếu tươi và hủ tiếu dai. Và còn một loại mì nữa ha. Tí nữa tôi sẽ tự làm sợi mì ha. Thì bạn có thể ra chợ mua mì dắt ha. Rồi các loại rau ăn kèm món này thì tôi có mua salad, hẹ, giá, hành lá và ngò rí ha. Và các gia vị thông thường mà trong bếp nhà chúng ta ai cũng có hết ha. Rồi cái món này quan trọng nhất là cái phần nước dùng ha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn nấu nước dùng trước ha, để cho cái nước dùng nó thơm và nó trong không có bị hôi. Thì trước khi bỏ vào hầm thì chúng ta trụng qua nước sôi ha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một cái chảo nước sôi ha, và chúng ta đập một miếng gừng nhỏ bỏ vào. Rồi chúng ta cho thêm một ít muối ha, để cho nó sạch. Rồi bây giờ mình bỏ xương vào nha. Rồi để khử mùi hôi của xương thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 20g rượu trắng ha. Rồi chúng ta chở xương ha. Chúng ta trụng xương trong thời gian 5 phút ha, vớt ra. Rồi chúng ta sẽ vớt ra rửa lại cho sạch nha. Rồi mình chế nước vô nồi ha, để mình hầm xương 5 lớp nước ha. Rồi nhưng bây giờ chúng ta sẽ cho xương vào ha. Rồi xương heo này, xương gà này bỏ vào luôn. Rồi bây giờ trong khi chờ đợi cái nồi nước dùng á nó sôi lên thì chúng ta tranh thủ chúng ta sơ chế các nguyên liệu còn lại ha. Rồi đầu tiên là mỡ nha, bạn mua mỡ khổ nha, mỡ gáy á. Rồi bạn cắt hạt lựu ra. Tim heo thì mình để mình luộc ha, mình xẻ làm đôi hoặc làm tư ra. Mình luộc trước ha, luộc sau rồi mình mới sắc lát ha. Rồi đây là cật heo. Rồi cật heo thì thông thường nếu mà mình không biết cách làm thì ăn nó sẽ bị hôi đúng không? Thì cái này mình sử dụng cái dao bầu như thế này ha, mình lạng nó ra, mình bỏ hết cái lõi ruột bên trong đi. Rồi mình lạng ra ha, cho nó mỏng miếng cật. Rồi còn phần tôm ha, thì mình sẽ dùng cây kéo mình xẻ cái lưng ra để mình lấy chỉ ha, để khi mình luộc con tôm nó nở ra rất là đẹp. Rồi lấy cái chỉ bên trong này ha. Rồi cái mỡ để thắng xong mình để được lâu nó không bị gắt dầu ha, thì trước khi thắng mình phải luộc qua nước sôi khoảng 2 phút ha. Và trong cái nước luộc này tôi bỏ vào một ít đường. Rồi cho mỡ vô trụng nè. Rồi mình luộc khoảng 2 phút thôi ha, vớt ra.
Rồi vớt ra rồi thì mình sẽ xả qua lại nước lạnh ha, sơ qua nước lạnh. Rồi mình mở lửa lên. Rồi mình cho vào đây một ít nước ha. Rồi cho vào đây một chút xíu muối khi mình thắng mỡ ha, cái tép mỡ nó đậm đà. Rồi cho mỡ vào thắng nè. Đầu tiên mình để hơi lớn tí. Mình vớt tép mỡ ra chứ đừng có để lâu quá, quá nó lại khét nữa. Rồi mình để cho cái tép mỡ nó ráo dầu nè. Cái mỡ đang nóng ha, mình sử dụng mình phi tỏi luôn. Đó mình phi từ từ. Rồi bạn bỏ vào bạn quậy liên tục cho tôi ha. Khi thấy hơi vàng bắt đầu mình tắt lửa này đó ha. Rồi mình chế tí dầu nguội vào để cho nó giảm nhiệt ha. Đó thì nó không có bị đen thêm nữa ha. Rồi cuối cùng mình cho ra. Thì sau khi bạn bỏ xương vào bạn nấu sôi trở lại. Và trong thời gian đầu thì chúng ta nhớ hớt bọt ha. Này cái bọt đây này. Nếu mình không bớt đi thì nó sẽ bị đục ha, và nó sẽ bị hôi. Nên mình bớt bỏ cái phần nước bọt này đi. Và luôn luôn để nước dùng sôi với cái chế độ sôi năng tăng ha. Trong suốt quá trình nấu tuyệt đối không có đậy nắp ha. Nấu khoảng 5-6 tiếng rồi bạn mới cho củ cải trắng ha. Rồi khô cái rảnh nè. Rồi tôm khô nè. Rồi chúng ta tiếp tục hầm ha, hầm thêm thời gian nữa. Rồi còn đây là thịt băm ha. Bạn mua thịt xay sẵn ngoài chợ cũng được ha. Chỗ này hôm nay tôi mua 200 gram. Rồi mình nêm vào ít gia vị nè ha. 1,5 gram muối nè. Rồi 2 gram bột gà. Rồi khoảng 1 gram bột ngọt, 3 gram đường. Rồi bạn trộn đều lên. Rồi lát nữa mình sẽ xào ha, xào lên cho nó thơm. Rồi cái phần xào thịt bằm mình cho dầu vào chảo ha. Rồi mình phi thơm hành tím với tỏi ha, cho khoảng độ 5 gram hành tím, 5 gram tỏi thôi. Rồi mình cho thịt vào nè. Rồi xào lên cho nó vừa chín thịt ha, mình cho nước vào. Rồi cho nó xâm xấp nước nha. Để khi mình bảo quản thịt á, nó không có bị khô thịt, không bị đen. Với lại nó mềm thịt, nó không bị khô cứng nha. Sôi lên khoảng 2 phút nữa là nó chín rồi. Rồi xong luôn ha, chín luôn ha. Rồi mình cho thịt bằm ra tô. Rồi mình dìm thịt xuống nè, cho nó xâm xấp nước nè, lấy thịt nó không bị khô thịt ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho tôm vô mình luộc ha. Nhưng mà trước khi cho tôm vào thì mình cho vào ít gừng nè, mấy cái đầu hành nè. Rồi bạn nêm cho tôi một ít muối nè. Rồi một chút xíu đường, một chút xíu bột ngọt ha. Rồi để khử mùi tanh của tôm thì mình cho vào một ít rượu trắng ha. Rồi cho tôm ha. Và yêu cầu phải nước thật sôi bạn mới bỏ tôm nha. Và luộc trong lửa lớn cho nó sôi lên. Rồi tôm này thì luộc trong thời gian 3 phút rồi nó chín rồi ha. Thì khi mình luộc á, con tôm á, cái đuôi này nó dính vào cái đầu, lúc đó là tôm chín rồi ha. Vớt ra ha, không nên luộc chín quá ha. Cái con tôm sẽ bị khô, mất cái độ ngọt. Rồi ngâm nước ha, nước này bạn có thể cho vào một hai cục đá nhỏ nè ha. Phần tim heo và cà kheo mình cũng luộc ha. Cho vào đây một ít muối nè. Rồi ít bột ngọt nè. Chút xíu đường nè. Gừng với đầu hành. Cho tim heo vô luộc trước. Tim heo luộc thời gian 15 phút. Rồi tim chín rồi vớt ra. Rồi ngâm vào nước đá luôn ha. Rồi phần cà theo.
Luộc trong thời gian khoảng 2 phút thôi. Cà kheo luộc vừa chín tới nó mới giòn. Rồi, 2 phút đúng, vớt ra. Rồi, ngâm vào chung với tim luôn cũng được ha. Ngâm khi nào nguội hẳn lúc đó chúng ta sẽ vớt ra. Rồi, xa xíu, bây giờ mình sẽ cắt lát ra ha. Rồi tim heo mình luộc chín rồi, bây giờ mình cắt lát ha. Rồi bây giờ mình sẽ lường gia vị trước, lát nữa mình sẽ cho nêm vào nồi nước dùng ha. Rồi đầu tiên là muối ha. Rồi 35g muối ha. Rồi bột thịt gà, bạn nêm cho tôi 25g. Rồi bột ngọt 20g. Rồi đường phèn khoảng 100g. Cho phần gia vị vào trong nồi ha. Rồi mình quậy nhẹ nhẹ cho nó tan ra cái là mình có thể sử dụng được rồi ha. Rồi đối với món ăn này thì khi ăn thì nước lèo phải thật là nóng ha. Rồi bây giờ tôi sẽ từ tay tôi sẽ làm ra những sợi mì ha. Và cái mì được gọi là mì kiếm sợi cổ truyền của Trung Hoa, tức là mì cung phu ha. Rồi bây giờ mình sẽ trụng hủ tiếu ha, nấu hủ tiếu mì mềm trước nha. Rồi hủ tiếu. Rồi mình nấu nước sôi. Hủ tiếu hay là mì cũng vậy, yêu cầu trụng là nước phải sôi ha, thì hủ tiếu nó mới dai, nó mới ngon được ha. Rồi mình bỏ miếng giá vô. Rồi tráng cái tô cho nó nóng này ha. Rồi để cho ráo nước rồi cho ra tô ha. Rồi khi nấu hủ tiếu hay mì cũng vậy, đầu tiên là ra tô là phải cho mỡ tỏi vô trước ha. Rồi chọn lên. Rồi cái mì ha, mì thì tôi đã trụng sẵn rồi. Đó, thông thường một tô thì 2 giấc mì. Rồi hủ tiếu dai ha. Hủ tiếu dai thì mình nấu lâu hơn chút ha, khoảng 20 giây. Rồi bỏ giá vô, trụng qua nước sôi thôi, mình lấy ra liền ha. Rồi lấy ra luôn. Rồi mình cũng tráng tô cho sạch nè. Rồi bỏ dầu tỏi vào luôn.
bỏ mì luôn. Rồi mình cho xà lách vô đây. Rồi hẹ. Rồi xá xíu nè. Tim heo nè. Rồi cuối cùng thịt bằm ha. Rồi tép mỡ nè. Rồi cuối cùng mình rắc tiêu lên. Như vậy là tôi vừa hoàn thành xong cái món hủ tiếu mì thập cẩm ha. Tuy rằng mất nhiều công đoạn để chế biến nhưng mà thành phẩm của một món ăn rất là hấp dẫn, phải không quý vị ha. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức với tôi nhé. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Thì cái món này á thì đầu tiên là mình ăn á thì mình cho vào đây ít giấm tiêu nè. Thay vì món Việt của Việt Nam á thì hay sử dụng chanh đúng không, nhưng mà món này thì sử dụng giấm tiêu sẽ đúng hương vị hơn ha. Rồi thử xá xíu rồi. Xá xíu rất là mềm, rất là ngon ha. Rồi nước lèo. Cái vị á, ngọt rất là thanh ha, và thơm mùi các loại như là cá khô nè, tôm khô nè. Đó. Ở sợi mì rất là giòn ha. Thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khám Phá Bếp Hoa kỳ sau.